Không không, sếp sẽ xử lý việc này. Anh không được cho tự nghỉ đâu nhá. Dạ, dạ vâng ạ. Thợ. Anh ạ. Thợ nào đòi nghỉ? Dạ, quản lý công trình vừa gọi điện thông báo là bên trung quyền yêu cầu tạm ngừng thi công. Hiện tại thợ của mình không được vào làm ạ. Sao lại có thể vô lý thế được? Cậu Hùng đến chưa? Dạ, em gọi điện mãi cho anh Hùng mà không được ạ. Tôi sẽ gọi điện giải quyết bên trung quyền. Cô gọi ngay cậu Hùng, bảo đến gặp tôi. Dạ. Triệu tập toàn bộ công ty, họp gấp vào 9 giờ sáng. Cả công ty còn mấy mống thì họp hành cái gì không biết nữa. Trả lương cho một lũ ân hại. Alo, anh Tuấn ạ, tôi nghe đây. Anh nhìn đi, người trong nghề như anh chắc cũng không khó để phân biệt đâu là thép phi 8 và thép phi 12 đúng không? Một cây thép mà ba đoạn màu khác nhau, chúng tôi trả tiền thật mà các anh định làm tiền giả à? Trung quyền sẽ ngừng hợp tác với Thái Long ngày hôm nay. Luật sư của Trung quyền sẽ thanh lý hợp đồng này. Tôi sẽ xem xét kỹ việc này. Còn những hạng mục đã hoàn thành, tôi đề nghị anh thanh toán với Thái Long trước khi thanh lý hợp đồng. Các anh đùa tôi đây à? Có cần tôi cho thợ vào đây đào móng này lên xem chất lượng và tiêu chuẩn của Thái Long cam kết như thế nào không? Hay là các anh nghĩ rằng những cái gì đã bị chôn vùi đi thì không ai biết? Các cậu làm ăn kiểu gì đấy hả? Ai ra lệnh cho các cậu thay đổi nguyên vật liệu? Các cậu chơi tôi đấy à? Dạ dạ, oan cho em quá. Anh Hùng bảo em cứ làm vì đã được thông qua anh rồi. Chứ bọn em là lính, chỉ đâu đánh đấy, có biết gì đâu ạ. Thép được thay đổi từ giai đoạn nào? Dạ, dạ phần móng ạ. Cái gì? Hùng ơi, mở cửa đi. Hùng ơi. Hùng. Hùng. Anh ơi, nhà này chuyển đi được mấy hôm rồi, không có ai nhà đâu. Đang giờ nghỉ trưa này. Em xuống gọi bảo vệ đấy. Xin lỗi chị ạ. Việc chậm thanh toán và phạt hợp đồng của các anh là vô căn cứ. Các anh không thể tin vào lời đồn để làm việc được. Hơn nữa, Thái Long đã bàn giao công trình hơn 3 tháng. Bên anh cũng đã ký biên bản nghiệm thu. Tại sao bây giờ lại trở mặt? Không có lửa thì làm sao có khói. Lời đồn có thể là giả, nhưng cũng có một phần là sự thật. Bên tôi phải tiến hành rà soát lại chất lượng công trình. Vì các khách hàng của chúng tôi đều biết Thái Long là đơn vị thi công. Có sơ suất gì thì không được yên với họ đâu. Tôi không đồng ý. Các anh không thể làm việc như vậy được. Các anh làm như vậy là vi phạm hợp đồng đấy. Các anh tự tin về chất lượng công trình thì tại sao phải lo việc chúng tôi nghiệm thu lại? Hơn nữa cũng chỉ chậm lại vài ngày so với kế hoạch thanh toán cuối cùng. Hai bên có thể thông cảm cho nhau thì tốt hơn. Alo, tôi đây. Nếu họ hỏi thì bảo tôi đi công tác chưa về. Được rồi. Bao giờ tôi về tôi sẽ chủ động gọi cho họ. Gọi nhiều thì nghe nhiều. Tôi trả lương cho cô để nghe điện thoại đấy. Sao? Nghỉ việc á? Có giỏi thì nghỉ luôn đi. Vô dụng. Tất cả những việc cần làm với con Dung tao đã làm xong rồi. Việc của mày bây giờ là tu chí làm ăn. Thêm một lần nào nữa thì yên tâm mà bóc lịch cả đời đấy con ạ. Bọn luật sư này ấy bố ạ, chỉ giỏi cãi trắng thành đen,
đen thành trắng. Bố có chắc cô ta đã để yên cho mình chưa? Hay xong việc này lại yêu cầu thêm việc khác? Riêng con Dung thì tao yên tâm. Nó nói xong là xong. Việc của chúng ta bây giờ là phải cắt đứt mọi liên hệ để không bao giờ gặp nhau nữa. Có người đấy. Tôi có mấy chuyện muốn hỏi thầy đây. Trông khí sắc của cậu không được tốt. Chắc có chuyện lo lắng. À, mà cũng phải thôi. Tháng này là tháng đại hung của rất nhiều người. Sao? Có chuyện gì? Trước thầy nói về đứa con đổi vận. Con trai mang đến vận đỏ, ăn nên làm ra. Nhưng chả đi siêu âm thì là con gái. Đứa bé cũng mất rồi. Công việc làm ăn thì lụi bại. Tất cả mọi việc nhất nhất tôi đều theo thầy. Mà bây giờ bung bét hết cả ra. Thầy cho tôi một lời giải thích đi. Tất cả mọi chuyện cậu đều quyết định cả. Tại sao bây giờ lại nói nhất nhất nghe theo tôi? Còn việc đứa con đổi vận là có thật. Nhưng khi tôi hỏi thì cậu lại bảo là của cô Trà và chắc chắn là con trai. Tại sao lúc đó cậu không hỏi vợ cậu là có thai hay chưa? Bây giờ lại đổ lỗi cho tôi. Thầy nói một đằng, bây giờ thầy cãi một nẻo là sao? Cái gì mà quý cô tuổi hợi? Có mà quỷ cái mặt lợn ý. Ngày xưa thầy nói tôi kết hôn với Khuê thì lộc tài tăng tiến. Bao nhiêu năm qua tôi nghe theo lời thầy, bây giờ tôi vướng vào một mớ bòng bong đấy. Xưa tôi khuyên cậu là cưới cô Khuê, bởi vì cô ấy có cái tướng vượng phu ích tử. Chứ tôi không khuyên cậu giết người. Thôi, cậu về đi. Và đừng bao giờ đến tìm tôi nữa. Giúp những kẻ như cậu, nghiệp của tôi càng nặng thêm. Bây giờ ông bị phủi tay là xong à? Tất cả hậu quả là do ông gây ra. Nên có chuyện gì ông đừng có trách tôi. Mày có gan làm mà không có gan nhận à? Hả? Mày lại có định đến đây động chân động tay với ông già? Định làm bừa à? Các người giả thần giả quỷ đi lừa bịp tiền của thiên hạ á? Thằng này mà ngã xuống ấy thì cái nhà này không có cửa mà làm ăn đâu. Bao nhiêu năm qua ông kiếm của thằng này biết bao nhiêu tiền cúng tiến vào đây hả? Định ăn không à? Cái gì mà đứa con đổi vận? Hôm nay tôi đổi vận cho ông xem nhân quả thế nào. Định bắt đền thì phải bắt đền cho đúng cửa hay chưa? Thời buổi nào mà còn con nào cũng vô của mình, mà chắc gì đã là con của mày. Nói thế là có ý gì? Hoa khôi trường luật lại tìm bến đỗ cho riêng mình. Muốn có con với ai mà chẳng được. Mày không cẩn thận lại đi đục vỏ đấy.
chú ấy bịt mồm con sợ quá, cắn cả vào tay chú ta cơ mà. Chính mày là thằng bắt cóc con gái tao, hôm nay tao phải giết mày. Mày giết đi, mày giết tao đi. Mày về đi mà hỏi con quỷ cái mặt lợn, nó sẽ trả lời cho mày. Việc bắt cóc con mày, tao chỉ làm giúp con Trà thôi. Tiện thể mày hỏi nó xem cùng lúc nó ngủ với bao thằng, và nó sẽ trả lời cho mày ai mới là thằng cắm cho mày cặp sừng to nhất lên đầu. À, này, có cần tao chỉ cho chỗ chúng nó không? Biết đâu lại gặp người quen đấy. Cậu đi về đi. Cậu gây họa cho ai thì tìm người đó bảo hỏi.